Ok nhá, xin chào các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về Figure Fantasy. Hôm nay tiếp tục quay trở về tiếp với con Claire. Chúng ta cùng nhau tiếp tục đi hoàn thiện nốt nó nhá. Và trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Ở đây mình đã đủ lần quay rồi, mình quay thêm phát nữa là tròn 300 lần. Cái này nổ vàng thì hy vọng sẽ trúng con luôn. Ôi lệch tiết rồi không? Lệch con này cũng mạnh đấy. Con này dạo này thấy được khen nhiều, con Thái Văn Cơ hay được khen nhiều đi cùng với con Điêu Thuyền thì tính ra. Rồi ok, nhận con này. Vậy chắc mình đang ở tầm 5 sao, chắc mình dừng ở mức độ này. Bây giờ lên cao hơn thì chủ yếu chỉ hoàn cho bạn cái vé thôi, mà nó rất là tốn thì chắc cũng không cố là hơn đâu. Rồi bây giờ quay trở về đây, mình nâng cấp lên nhá, mình quay về chỗ Figure tăng sao này. Rồi tiếp tục tăng tiếp này. À mới được có 4 à? Vẫn chưa lên được 5 à? À đâu, đủ rồi không? 4 rồi, bây giờ tôi lên thành 5 sao. Rồi, thì mình nghĩ là 5 sao con số mình phải dừng lại trong ngày hôm nay, mình không thể tăng thêm được đâu. Rồi quay xuống dưới này, xem nào, nó ở phía dưới không? Chỗ nào nhỉ? Đây đây, con này đây. Rồi sang bên này tiếp thì ở đây mình tăng nốt cái kỹ năng nó lên. Cái này chắc là dùng thêm một chút cái xương cá cho nó xong luôn, thì 540. Thiếu tầm 400. Đây. Nâng nốt cho nó gọn. Ồ vẫn thiếu một phát nữa, cho thêm một túi nữa. Đấy, nâng về nâng mắc kỹ năng nữa. Rồi ok, thì cái đồ gợi ý dùng cho con này thì game nó đề xuất mình dùng bộ tuyệt kỹ, bộ hội tâm, bộ công, thì chắc là thiên về tuyệt kỹ với hội tâm hơn. Con này ở đây thì đồ riêng mình nghĩ là chắc nó chưa có, đồ riêng thì bây giờ kéo hơi khó nhỉ. Và cái hai là mức độ chỉ được 5 sao thì đánh thì chắc là nguy cơ thua nó cũng cao đấy. Nó nghỉ chơi tí xíu. Ở đây thì xem nào. Hiện tại như mình chưa được cái món đồ riêng nào con này. Mình có farm khoảng 1-2 hôm rồi nhưng mà nói chung là chưa ra. Đấy, không kiếm được. Rồi vậy thì dùng tạm đồ khác nhá. Ví dụ đây vào mặc nhanh đi. Mặc nhanh là lấy bộ attack rồi. Mình không thích cái bộ attack này lắm. Làm dù attack hội tâm mà. Nói chung chắc là do mấy bộ đấy cường cao đấy vậy thôi. Cái phông ở đây thì là phông này phông riêng của nó nhé. Cái phông ở đây giúp nó tăng bị động 10 giây trước khi bắt đầu trận đấu thì đam bị động tăng 57%. Còn tiếp tục nữa ở đây là cái huy hiệu này đang lấy bừa huy hiệu không? Ở đây là trước là trong cái trình chơi nó có cho mình cái huy hiệu này không nhỉ? Đây mình nhớ mà cho huy hiệu này dành riêng cho hỏa lực này. Khắc chế thương hiệu tăng 9%. Người trang bị mỗi lần thi triển tuyệt chiêu thì đam tăng 10% và tối đa cộng dồn 5 tầng. Thì có lẽ mình định dùng cái huy hiệu nó cho đợt này. Còn cái đề xuất của nó thì nó đề xuất mình dùng huy hiệu khác. Nhưng mà tuy nhiên mình nghĩ là nếu có huy hiệu tốt hơn thì dùng cũng được. Đề xuất thì đang dùng huy hiệu này, cái huy hiệu này là huy hiệu lôi đế. Kẻ mang tăng tốc đánh 10%, đánh thường 21%, kích hoạt 4 lần tia điện. Mỗi lần gây đam 8%, hoặc là cái huy hiệu bên này là cái xuyên đêm là khi địch tử vong thì kẻ mang hồi 300% HP trên tấn công và 8 năng lượng. Nhưng mà chắc mình sẽ dùng từ cái huy hiệu kia, huy hiệu kia chắc mình nâng thêm một chút xíu được đúng không? Lúc mình quay ra một cái bây giờ ấy tiếp lên thì cái này đột phá nâng lên tí. Mình quay chỗ phụ kiện nhé. Mình thay thế sang cái huy hiệu bên này đi. Xong từ cái huy hiệu này mình cũng cường nó lên tí. Cái này mình chỉ cường nhẹ được 1-2 cấp thôi chứ không được nhiều. Tại cần cái huy hiệu trùng nhau nhiều để nâng cấp lên cao hơn nhưng mà mình không có nhiều. Mình thử xem trong cái mấy cái túi bán trong shop có thể kiếm thêm một cái huy hiệu không, nhưng lâu không kiểm tra. Ví dụ vào trong cái shop. À nhầm, mình xuống cái shop khác đi. Trong shop này cho mình cái huy hiệu nó không liên quan đâu. Từ sang cái huy hiệu bên này. Như vậy cái huy hiệu đấy hiện tại trong hai cái gói này không cho chọn. Cái gói này thì mua mất rồi, hai gói còn lại của mình lại không chọn được huy hiệu đấy. Để thôi chấp nhận huy hiệu ấy thấp nhé. Hoặc là mua cái này lấy cái lôi đế, nâng lên được cái lôi đế thì mình có dẫn một cái cao rồi. Rồi thôi kệ cứ nghịch tạm huy hiệu kia đi. Bây giờ cũng không biết là vứt nó vào đâu đánh để cho nó thể hiện một tí thì nghe chúng nó khó đấy. À chắc bây giờ thử đánh trong cái chế độ cái chế độ ấy ngựa tam gia đi. Mình nghĩ ngựa tam gia có đấy bên hỏa lực không? Thử sang bên tim hỏa nhé. Chờ tí ở đây nhận tí cái quà khi mình có thêm tướng này. À với lâu mình không quay phông, chắc mình đi quay phông một tí nhé. Thằng này vẫn còn cái quà quê chưa nhận. Đấy, cái này tăng cấp lên một chút xíu nữa. Ở đây trong cái chỗ này thì nó sẽ có một cái chỗ ở đây trong cái shop này, có một cái shop là Shopee. Ở đây trong shop Kawa này có Shopee này, thì bên này có cái phông. Thực ra phông, các cái phông mà chắc chắn ấy thì đã lấy hết rồi. Còn bây giờ còn cái phông liên quan đến một số phông này thôi. Thì kiểm tra từng phông một nhé. Đây là cái phông này, phông theo cái loại hệ. Ở cái này phông này là phông theo con tướng. Nó chia nhiều tướng nhưng có lẽ con tướng mới có vẻ nó chưa được cập nhật phông ở trong này. Ngoài cái phông bị động nó cho sẵn ra, nó cho mua ở góc phía dưới ra thì trong này có vẻ chưa mua được nó, hay mắt mình nhìn sót không biết, là mình cảm giác là chưa mua được. Đầu sang tiếp bên Summer này. Cảm giác là chưa có đúng không? Nhưng mà lâu mình không quay phông, chắc mình quay siêu tầm thì ít phông đi. Ví dụ giờ mình sẽ mở cái hộp này để tiêu tốn cái bi xanh với bi tím của mình nhé. Một cái là 500, cái 1000. Thì ở đây có nhiều tí thì cũng mở nhiều tí. Ở đây hiện tại ví dụ mình lấy cái này thì có thể nâng nốt tí cho con con gì nhỉ? Con Tôn Tự Hương của mình đi. Còn dù Tôn Tự Hương có một cái phông mình đã có rồi nhưng kiểu chưa mắc ấy. Nên là tôi để mua cái này nhiều tí nhé. Mở cái này nó hên xui thôi, cái này ra của con Magan cũng được. Đấy, tôi quay về cái phông này tiếp. Nhầm, bên này trước đi, tao đi siêu tầm phông một tí, còn nó sẽ chưa có cái phông của con trong video này nhiều nhé. Cái này không cho phép mình mua số lượng lớn luôn nhỉ. Kiếm vài cái phông nữa đi. Tại vì các cái này trùng phông còn để nâng level nữa cơ. Nên ra, còn nếu ra cái phông chưa có thì để siêu tầm tăng chỉ số theo cái bộ siêu tầm. Còn nếu ra cái có rồi thì để nâng tiếp level lên. Nên ra mình sẽ mở nhiều một chút xíu nhé. Cái gì mình tăng level cho nó dễ. Thì lâu lắm rồi mình không mở cái phông này. Mặc dù chưa có phông con mình cần, nhưng con mình cần thì giờ cái con đang quay video này chắc mình không chơi được nhiều nên thôi kệ đi. Cứ kiếm cái phông con khác trước đã. Để quá sao nâng mắc được phông của mấy con hay dùng đấy. Như siêu tập nốt những con còn thiếu. Cứ quay giờ hết thì thôi nhé, cái này để lâu lắm thì chưa quay thì ấn thôi. Đấy, số lượng nhiều cái xác suất nó ra nó nhiều hơn, nó đỡ phải chờ đợi. Thêm một cái con Tôn Tự Hương nữa là đẹp. Cố lên nào. Cái này là cái phông, một cái kỹ năng khác của con Tôn Tử Hương. Nhưng mà tuy nhiên là cái cũ là thiếu một cái nữa. Mình đang phải mắc kỹ năng. Mình đang tập trung vào Tôn Tự Hương với lại Điêu Thuyền trước nên một trong hai con đấy nó mắc được. Ở cái Điêu Thuyền có một cái kỹ năng mình đã mắc rồi thì phải. Đây ví dụ con Điêu Thuyền mình đã có một cái mắc rồi thì không cần thiết phải cố quá, chủ yếu là cố nốt con Tôn Tử Hương cho một cái nó mắc thôi. Vẫn chưa trúng Tôn Tự Hương, thiếu một cái nữa để mắc. Vẫn chưa dính, tiếp tục nhé. Cái quay cho tài nguyên nó cũng nhiều mà để nó chả đem gì. Cứ quay đi thôi. Tại vì không biết bao giờ sẽ update cái con trong video này vào trong cái hộp phông đấy, tôi cứ ấy dần mấy con kia trước đi cũng được. Thêm một phát con Tôn Tự Hương nữa. Vẫn chưa trúng. Cái này là nó ít tướng mà đang xác suất lệch nó ít đấy. Còn về sau để nó nhiều tướng lên nó càng khó ra trúng cái con mình cần vì nó random mà. Nên là quay cho sớm đi, cái kia ra lại trúng cái phông mà thiếu, vì ra có một phông gần mắc. Cố nó cái phông đây. Vẫn chưa trúng nhỉ. Hao cái điểm nhiều phết đấy. Một con Tôn Tự Hương nữa nào. Vẫn chưa trúng, kéo cái nào mắc cả cái phông thứ hai của Điêu Thuyền không ta. Mắc càng nhiều thì càng tốt thôi, cũng chả vấn đề lắm. Nhất định không chịu ra thêm một cái cho con Tôn Tự Hương. Nói chung là ra toàn những con này, cái phông này nhiều con hay dùng ấy, thành ra ra trúng con khác cũng được. Rồi nhất định không chịu ra hay sao? Vẫn chưa trúng này. Quái om phết nhỉ. Ôi ra tiếp phông mới của nó. Ra Tôn Tự Hương nhưng mà không trúng cái phông mà đang gần mắc. Nhất định không chịu trúng. Cái này có nguy cơ mấy con khác nó mắc trước con Tôn Tự Hương ấy. Thế thì cũng căng đấy nhỉ. Đây rồi, 8 trên 8 là ok này. Rồi, tiếp tục bây giờ thế nào. Cái này là cái phông của tất cả các loại cái OI này hơi căng. Bên này cái nào ít, cái này ít hơn này. Mà cái này nó có cái con Thái Văn Cơ hay dùng, chắc ưu tiên cái bên này. Và cái bên cuối có con gì không? Bên cuối thì toàn những con, cái con của cái ô cuối này, những con mà gần như mình không dùng mấy. Có thể nó vẫn mạnh nhưng mà nick mình nó không dồn mấy con này. Thì cái chỗ mùa thu chắc mình ấn cuối, chắc mình không dư điểm ấn cái mùa thu đâu. Ở cái chỗ all-in thì hơi căng. All-in thì như nó tổng hợp tất cả các con hay sao. Mà nếu tất cả các con như này, nó cũng không hẳn tất cả các con đâu, nó nhiều thôi. Nhiều thôi chứ không phải nhiều. Và cái nhiều xác suất nó lệch không đúng con rất là cao. Thì chắc bây giờ tập trung vào cái Summer đi. Ở cái theo hệ không thích cái theo hệ lắm. Đấy, tập trung cái Summer toán nâng cho con Thái Văn Cơ. Cũng như là kiếm nó một số cái phong mà nó thiếu. Đấy, chúng con Thái Văn Cơ là tốt này, tiếp tục ấy tiếp này. Nói chung ấn nhiều cái này tí chắc kiếm nó cái đang thiếu đâu. Ví dụ cái bên Spring này thì sao? Spring này mình đã quay tất cả những cái đang có và mắc rất nhiều con đúng không? Còn ở bên Summer này vẫn làm điều tương tự. Ở đây mắc là báo số lượng đủ rồi mắc, còn mình chưa nâng nên tí ra mình nâng sau. Cải thiện tổng thể cho nick lên tí xíu. Còn cái này tập trung chủ lực nhất vẫn là Thái Văn Cơ. Còn những con kia ra cũng tốt mà không ra cũng được. Trong cái phong bên này, trong những con này thì con mình hay dùng nhất là con Thái Văn Cơ, tất cả những con kia mình cũng ít dùng. Thật ra vì căn bản một số con nó ra lâu quá ấy, nên nó ra ít dùng rồi. Thường những cái con bạn mong muốn nhất có thể đôi khi sẽ ra cuối cùng, nó sẽ mắc cuối cùng. Thường con nào mà không mong muốn lắm đôi khi lại ra trước, lại mắc trước. Thỉnh thoảng kế thêm cái phong mới để tính vào bộ sưu tập thôi. Được cái game này chỉ vào cái phong nào đã ra rồi nó hiển thị là đã có. Còn cái phong nào đủ mắc nó sẽ hiển thị là đã mắc. Để cho mình biết lối, mình đỡ phải đi kiểm tra nhiều. Thì cứ đi sưu tập dần dần thôi. Số điểm này chắc là thêm khoảng tầm 29 lần nữa. Thì nói chung là 29 lần xác suất thì ra hết tất cả các phong được cũng cao ấy. Còn có mắc được không thì không biết, nhưng mà ra hết các phong mình nghĩ chắc là nhiều. Ở đây tất cả các phong hiện tại mở hết chưa nhỉ? À được, đã mở hết rồi và đã mắc được cái con Thái Văn Cơ rồi, chắc tạm thời để như vậy đã. Tiếp tục bây giờ mình dịch sang cái khác để mình sưu tầm tiếp ấy. Cái theo hệ ở đây hiện tại còn thiếu 2 hệ chưa có à. Nhưng mà các bạn cái hệ mình không khoái lắm. Cái mùa thu thì cũng toàn có ít chơi, mình chắc mình dồn cái all-in đi. Cái all-in mình thiếu rất nhiều con thì cái xác suất mà ra trúng được cái con thiếu cũng nhiều đấy. Nhưng mà để dồn level thì khó, nhưng mà để kiếm cái con bị thiếu thì cũng nhiều, vì mình thiếu quá nhiều ấy. Để ấn cái all-in này nhé. Để mình kiếm nốt những cái phòng mà đang thiếu đi. Còn cái này mình không kỳ vọng lên level max một con nào trong cái đống này cả, mà chỉ lấy nốt những cái phòng còn thiếu thôi. Còn 2 con trọng tâm của mình là con Điêu Thuyền, Tôn Tự Hương là xong rồi. Còn cái con cho video này rất tiếc là nó chưa có trong này. Thì mình cứ tích lại về sau nó có, thì nếu là xử mình chơi thì cũng phải chờ mà. Thì cứ tích lại thôi. Mà bây giờ cứ quay hết đi đã. Để nâng cấp các con khác là nữa cho nó vào đánh ngự tam gia. Để cho con khác nó mạnh lên tí xíu còn yểm trợ con đấy. Tại đấy mức độ 5 sao mình sợ nó hơi yếu. Đặc biệt là khi đồ riêng cái thứ mình chưa có nữa, mình sợ nó yếu quá. Còn rất nhiều phong mình chưa có, tôi quay tiếp đi. Hơi tiếc là chút nó không cho dùng số lượng lớn để ra nhiều phong nhé, bắt ấn từng phát một. Đấy, thấy số lượng mua là một nhưng mình chỉ vào nó không ấn được, hay do bản giả lập nó chưa tối ưu. Bình thường mình chỉ số 1 nó phải hiện ra số để nhập nhiều hơn ấy. Đây mình chỉ vào không hiện ra số nên không thể ấn nhiều hơn được. Mình không biết ở game này có cơ chế là nếu mà sử một cái phong mắc rồi tự động sẽ nhảy ra các phong random cho các phong còn lại không, hay là mắc rồi vẫn có thể ra trùng thêm tiếp. Cái đấy mình chưa để ý cái đấy đâu. Và nếu giả sử nó kiểu mắc rồi thì tự động sẽ nhảy ra đường các cái phong khác thì tốt. Nhưng mà nếu giả sử nó vẫn có thể trùng lại thì hơi mệt. Đặc biệt trong cái chỗ all-in này, chỗ all-in này quá nhiều phong. để mắc những con trong này rất là hên xui. Có một số chế độ ấy nó sẽ auto cho bạn cái đồ cao nhất của game, nhưng nó chỉ yêu cầu bạn về cái huy hiệu với cái phông. Nên đó là do vì sao nhiều khi mình muốn có nhiều phông là thế. Tại vì căn bản nhiều cái phông sẽ được kế thừa sang, cái phông là phải có mới được dùng. Còn cái đồ có thể cho mắc đồ luôn, một số chế độ cho mắc đồ luôn. Còn đây là huy hiệu với phông là mình hay cố kiếm là thế. Để tận dụng cái khác là đồ nó mắc rồi, nhưng chỉ cần hơn nhau chỉ ở cái chỗ huy hiệu với phông thôi. Mà lúc đấy không có phông, không có huy hiệu thì tướng rất yếu. Mình cũng sắp hết điểm rồi đấy. Không biết có cố nhận được tất cả các phông này không nhỉ? Còn nhiều phông lắm. Thế các bạn phải để dư chút điểm, vì mỗi ngày cái shop hay cho mua một số cái vật phẩm ấy, thì cũng phải dùng tí điểm để mua vật phẩm nữa. Thành ra cũng sẽ phải chừa lại khoảng tầm 5.000, phải chừa lại khoảng tầm 5.000 điểm. Có gì mà mua vật phẩm hàng ngày nữa. Ấn nốt khoảng tầm 1-2 lần nữa mình sẽ dừng. Mặc dù mình thấy là chưa đủ hết đâu, nhưng mà cứ phải dừng thôi. Để có gì mà mua vật phẩm khác nữa. Này còn 6.000 mấy, ấn thêm một lần tí nữa. Phải chừa lại ít phòng thân. Ấn nốt phát này rồi dừng nhé. Rồi, giờ sang nâng cấp này, sang bên huy hiệu với phông này. Sang bên phông mình nâng cấp các cái phông lên này. Tất cả các phông được bao nhiêu thì nâng hết bấy nhiêu thôi. Cái này không có nút nâng đồng loạt hết nhỉ. Kể cả cái phông không dùng cũng nâng đấy, cũng chả tốn bao nhiêu cả, vàng đầy đấy. Nhưng hôm nay nâng rất nhiều. Sắp hết rồi đấy. Thường nâng cái phông nó vẫn dễ hơn nâng huy hiệu. Nâng huy hiệu tốn kém nhiều lắm. Nâng phông thì có thể lâu lâu và tích nhiều tí bạn có thể kiếm trong shop nữa được. Huy hiệu thì cũng thể kiếm trong shop được, mà cái số lượng điểm để đổi một cái huy hiệu nâng cấp rất là tốn ấy. Rồi ok, vậy nâng xong rồi nhé. Rồi, quay về mấy cái chỗ bộ sưu tập sẽ có nhận thêm được cái gì không nào. Đây, chỗ này nhận thêm một chút điểm này. Rồi điểm này điểm việc của mình tăng sao thôi. Phòng otaku xem tăng thêm điểm nữa. Thường nó sẽ siêu tập cả phông cái thứ đấy. Đây chỉ ở chỗ này tiếp này. Đây sổ siêu tập này, rất nhiều phông mắc không nhận quà đấy. Hết rồi, hôm nay chủ yếu tăng về phông. Còn tăng tiếp cái level đây. Rồi ok, bây giờ mình quay trở về chỗ người tham gia đánh chơi tí, cũng không kỳ vọng là thắng đâu, nhưng mà chơi tí. Team đỏ đang khá là yếu so mặt bằng chung các team khác. Ví dụ tên này 47, 43, đỏ với xanh đang hơi yếu thế hơn là cái team vàng. Team vàng tướng nó khỏe hơn nhiều. Thử vào đây tí xem nào. Tại vì đánh theo đấu trường, nếu đánh người yếu thì dễ quá, mà đánh người khỏe thì lại khỏe quá. Thử vào đây xem có nhây được không. Đây con tướng mới đây, con này giờ cho thay con nào bây giờ nhỉ? Thật lẽ lại cho thay MBQ đi. Tại cảm giác con Milim thấy đánh cảm vẫn vẫn lực. Ví dụ thử cho thay con này nhé. Tanh thì chắc con Magan vẫn là trâu nhất rồi. Để thêm một con mới đợt này, đợt song tinh của con hai con thanh xà bạch xà. Em này cũng tim đỏ, mà em này cũng chưa luyện, nói chung là toàn dính với con chưa luyện. Team này mình rất ít khi luyện với con màu đỏ này, thành ra cũng không mạnh lắm. Tôi thử chơi vậy xem sao nhé. Đấy, thay đồ lại tí xíu. Mình tháo hết ra, mình trang bị lại đồ, lâu rồi chưa trang bị lại đồ. Em này thì có đồ riêng thì đỡ hơn tí. Là một con này, tiếp tục rồi sang tiếp con Magan. Magan thường đồ cũng cao cao rồi. Em này mình đang chơi tốc đánh kết hợp với lại hội tâm. Nhưng tất nhiên là đồ riêng cũng chưa nhiều, mình xem có đủ đồ riêng mà. Được cái món này, các bạn là cường nó chưa cao lắm hay ưu tiên cái đồ mà nó cường cao hơn ấy. Đây là cái này lấy hội tâm đi. Cái này chưa có món nào nhỉ. Đó, ví dụ cái này lấy cái này tốc rồi. Vậy ở đây mình kích được khoảng tầm 4 món thôi. Vậy đang thiếu một món hội tâm. À cái này cũng tốc đánh rồi, mình cho cái này vào. Một tốc đánh này hơi yếu nhỉ, cái này chuyển sao có hội tâm không? Rất tiếc cái này không có cái hội tâm nào của bên kia dùng tặng cái hội tâm của con khác vậy. Giờ mình mới chỉ kích được khoảng tầm 4 món mà chưa kích được 6 món. Nhưng mà chấp nhận vậy nhé, chơi tốc đánh kết hợp với hội tâm. Milim thì chơi tuyệt kỹ tiếp thôi. Milim thì mình không có đồ riêng nhiều, cứ để vậy thôi. Còn Milim mình dùng tặng cái phông theo hệ, mình cũng không có phông luôn đấy. Đợt đấy mới ra song tinh không biết chơi. Tiếp tục bây giờ về con này, giờ chả có đồ riêng rồi, chắc phải ưu tiên bộ nộ, uy lực nộ kết hợp với lại bộ hội tâm tiếp ấy. Con này dùng phứa đồ đó, con này chắc dùng thử cái huy hiệu kia xem. Con này chưa đột phá là thêm không? Đấy thử để vậy xem đánh được không nhé. Cũng nguy cơ thua cũng lớn nhé, tại vì các bạn đội cũng không khỏe lắm. Rồi tấn công thử nhé. Đánh chơi tí cho biết thôi chứ còn mình không kỳ vọng nhiều. Em này có chiêu phân thân ngon phết mà ở đấy không có tiền để đầu tư cái huy hiệu với phong cho nó. Ồ, nhân vật chính là chết trước khi ra chiêu rồi. Chắc phải cho đấu trường đánh thì may ra được xem đánh thôi. Còn ở đây có vẻ nguy cơ nó chết hơi sớm. Magan thì vẫn trâu bò. Mà Magan nó thiên về tanh nhiều quá. Vẫn giết trên Magan đấy. Hồi phát này không có hy vọng. Mấy con này không trụ được. Thôi quay về đấu trường cho mọi người xem nó ra chiêu thức một tí thôi nhé. Nghe chừng cũng không kỳ vọng được. Đây quay về đấu trường đây. Ấn nhầm càng quét nhầm. Đây vào chiến đấu rồi cho nó vào đi. Cho nó vào cho vui thôi chứ chả kỳ vọng nó đâu. Đây vứt nó vào một tí. Đó là vứt bấm búp đi cho nó vào. Đây. Cho vào cho vui nhé, chứ còn chắc chắn sẽ làm team mình yếu đi. Cho về team chính. Lắp thêm đồ cho nó. Cái này cho mặc nhanh cũng chả kỳ vọng gì mấy. À quên, ấn nhầm, mặc nhanh. Cái này lưu tạm đồ vậy thôi, mình không kỳ vọng trường hợp này. Giờ tấn công một tí nhá. Có thắng thì chắc cũng nhờ mấy em khác tỏa sáng thôi, không hy vọng được. Đấy, vì đợt vừa rồi mình dồn Yuri với Tachibana nhiều ấy, nên thành ra là mình không thể kỳ vọng con khác được. Còn thắng ở đây do mình cố tình đánh thấp thấp một tí thì có thể vẫn sẽ thể thắng được. Tuy nhiên để cho đấy xem nó thể hiện chiêu thôi. Mà tuy nhiên tôi có vẻ cũng chưa kịp dùng chiêu, đã chết bố rồi, để đã chết hết xử rồi. Này chết nhanh quá nhỉ. Đây nó cầm guitar đánh này, chủ yếu cho mọi người xem hình nó đánh một tí thôi. Chứ quay nó lại không cho đánh tí gì, đúng kỳ. Đánh vớ vẩn lên cả hạng một cười. Đánh đốt một trận thôi nhé, vì con này hiện tại mình cũng chưa cho nó mạnh được nên là chơi tạm tạm vậy thôi. Lấy về tí siêu tập thêm sức mạnh cho team đỏ, nhưng mà để luyện nó thì chắc vẫn chưa luyện đâu. Vẫn tập trung với con cũ thôi. Và mình xem mình biết qua cái hoạt ảnh của nó khi chơi đàn. Đánh bằng sóng âm. Cái này chắc là thua rồi đúng không? Đánh chơi chơi tí vậy cho nó biết thôi. Rồi ok, rồi banner này hiện tại thời điểm mình quay video này vẫn còn khoảng hơn tuần nhé. Nó còn đến tận 19 tháng 10 mới hết cơ. Hôm nay mình quay hôm mùng 10 còn 9 ngày nữa cơ. Nhưng tuy nhiên là vẽ chơi sự kiện đến tầm này thôi. Để quay đây nhận tốt tí quà này. Đây ở chỗ này nhận tí cái quà miễn phí thì mình nên đúng sao nhận thêm được 10 cái vé nữa. Cái sự kiện dành riêng cho nó thì hiện tại là nó này nó có một cái buổi trình diễn của nó này. Nó làm một cái đoạn animation riêng. Một cái buổi biểu diễn nó xem tí. Nói chung đại khái game này cũng chỉ một số động tác nhảy lặp đi lặp lại cũng nhiều. Chẳng có là khác hình nhân vật thôi, còn cái động tác mình thấy là cơ bản giống nhau quá. Chúng ta ở đây có nhân vật chính là em Rire này. Có DJ là con Magan đúng không? Cái thằng con trai kia không biết là con nào. Con Mako phụ họa cùng. Một nhân vật nó thiên về chủ đề âm nhạc, thằng kia là kéo phi lông rồi. Rồi ok, cái sự kiện này chúng ta cũng thong thả chờ tích điểm nó đổi nốt thôi, mình đổi gần hết rồi mà. Còn bốn cái này, còn mỗi cái này 800 là hơi cao một tí, nhưng mà mấy hôm nữa sẽ đủ nốt thôi. Như là mỗi ngày đi vào càn quét mấy cái trong này tí xíu, bao giờ nó hết thì thôi, nó không có gì nữa nhé. Cơ bản là sự kiện là xong. Tỷ lệ up này thôi sắp xong rồi. Cố gắng xem còn sót cái gì nữa không. Chắc là hết rồi. Với đợt này thêm cái sự kiện của con thỏ này nữa thì cái này cũng chẳng có gì cả, bạn cứ làm bánh từ từ thôi. Ở đây có mỗi lưu ý một chút xíu, ở đây có cái chỗ bảng công thức, nếu bạn muốn là xuất hiện hết cái bảng công thức này thì cách dễ nhất cho bạn, gợi ý cho bạn nào nếu bạn chưa để ý là ý ở chỗ này có dấu hình 3 chấm là cái chỗ chat thế giới này. Ở đây người ta sẽ chia sẻ công thức nấu ăn và ấn một chữ đến làm, lập tức ra đủ các nguyên liệu cần thiết để chế ra món đấy cho bạn, để bạn sưu tập công thức thôi. Còn cái món nên chế nhất thì vẫn là cái bánh này rồi. Cái bánh này nó ra được cái xương cá là ngon nhất rồi. Nhưng đôi khi để sưu tập cho đủ hết các loại công thức ấy, thì toàn chơi kiểu vậy thôi. Chứ đi mò rất là lâu nhá. Thì nó có tận 4 loại món, xác suất mò chúng rất là lâu. Nhưng mà dựa vào cái này người ta chia sẻ lên thì sẽ ok hơn. Mà không biết là người ta chia sẻ hay là con bot của game nó chia sẻ cho dễ dàng chơi game hơn ấy. Còn cái chỗ tin nhắn này thì bạn cứ tặng cái điểm đồ ăn đây, mình đã dùng hết rồi thì nó sẽ ra cái chỗ tin nhắn nó chạy tiếp cho khi nào nó hết thì thôi. Và cái này nó tự động sẽ đánh dấu cái sự lựa chọn bạn đã chọn rồi, nên kiểu bạn cứ ấn chờ nó chạy hết là bạn sẽ được nhé. Thì tổng phần thưởng nó sẽ cho bạn đây, nó cho bạn thêm một cái bộ thời trang của con Sakura. Một số cái phần thưởng khác thì mình đã nhận rồi, nói chung nó không có gì cả, nó chỉ mất thời gian chơi tí xíu thôi. Ở đây trong đây cho phần thưởng của nó này. Đây phần thưởng từ cái sự kiện cái làm bánh ấy này, cũng mở ra nhận nốt thôi. Đây là full các cái quà nó của nó. Còn cái thời trang thì sẽ gắn với con tướng, thì muốn xem thời trang thì phải ấn vào con tướng. Đấy là những cái phần thưởng mình vừa nhận được từ cái sự kiện đấy. Còn con Sakura, ví dụ vào thử con Sakura mọi người xem nhỉ. Đây quay về chỗ Figure xuống con Sakura. Lâu lâu game mới cho một bộ free, đa số là bạn phải tích điểm để đổi hoặc là phải mất tiền để mua, đúng không? Đây quay về chỗ chăm sóc này, vào chỗ mẫu đặc biệt này. Con này có rất nhiều thời trang, con này ra từ ngày đầu game nữa. Một bộ này, bộ này mình không có, nói chung mình chả có bộ nào con này đâu. Đây là bộ mỗi duy nhất bộ này, mặc bộ này vào chẳng hạn. Đấy thì đây là bộ này, bộ một game nó cho trong đợt sự kiện lần này nhé. Nói chung cũng xinh xinh vậy thôi nhưng mà mình cũng không thích cái con này lắm, ít chơi con này. Ngày xưa chơi để búp máu cho team Red, thì ngày xưa cái thời đầu ra con Miku nó không khỏe ấy. Thì ngày xưa chỉ có con này búp máu, hoặc là ngày xưa con Gia Cát Lượng nữa. Để chơi mấy con đấy thôi, còn bây giờ thì ít chơi rồi. Thì đấy một số cái chia sẻ bạn nhẹ một chút về cái sự kiện đợt này nhé. Nói chung sự kiện này không phải là sự kiện trọng tâm của mình. Lâu lâu game này mới dồn một con như cái đợt song tinh vừa rồi, giờ cái đợt con Yuri thôi. Chứ còn đợt này thì mình không thể dồn được, thì các bạn game này cũng không phải game chủ lực của mình. Cũng như nói thẳng là mình cũng không biết chơi. Nhưng mà tuy nhiên vẫn hay có lời nói là bạn nào biết chơi có thể tư vấn hỗ trợ mình làm content được, thì có thể chia sẻ inbox qua Facebook của mình để mình có thể cải thiện chuyên môn để làm thêm. Còn không thì cũng chỉ có thể quay bạn xem siêu tập tướng vui vậy thôi. Còn để bảo chuyên gia game này thì không biết gì nhé. Game này chơi vui và không hiểu lắm về game này đâu. Thì chia sẻ một chút vậy thôi. Nói chung là cứ tiện chơi thì quay video thôi. Chứ còn về mặt am hiểu game này thì thực sự không am hiểu lắm. Đấy là mình vẫn luôn cần những người cố vấn, nhưng tuy nhiên trong trường hợp không ai cố vấn thì mình chỉ quay sưu tầm thôi. Còn nếu có người cố vấn thì có thể mình sẽ làm chuyên sâu hơn chút xíu. Thì những chia sẻ nhé, là thông tin liên hệ ở phần mô tả video. Bạn nào có thể hỗ trợ được mình làm chuyên môn game này thì có thể inbox cho mình. Còn không có thì không sao, không có thì cứ làm chơi vui thôi. Và giờ mình kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha. Xin chào nhé.